rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Hôm qua nó chơi phá giá đó mày. Phá giá là sao? Chơi chứ kỳ. Chơi phải cho đàng hoàng, đúng không? Mày ra đời mà. Thì đó, tao nói nó rồi, ai biết nó chơi vậy đâu. Tao mà biết vậy tao không chơi rồi đó. Đã không biết cái gì, không biết cách chơi, còn mày đặt chơi phá giá nó nữa. Nó đẹp, mày thấy nó đẹp không? Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà đừng có chơi kiểu như vậy. Tiền nào của đó thôi. Cái thằng này lấy tiền mà cũng lâu nữa. Nó không trả thì đốt mẹ công ty nó đi. Mẹ nóng quá, lấy tiền cũng lâu nữa. Giờ nó dưới xuống nữa. Thôi, để tao gọi cho nó thử. Thôi mày khỏi gọi nó ra rồi kìa. Mày làm gì lâu quá vậy? Ừ, được không? Đi.